Xin chào anh em đam mê tàu thuyền nha anh em ơi. Lâu quá mới quay mấy clip ghe to to lại cho anh em xem. Bữa nay mình quay cho anh em xem ghe Tèo Hậu Vĩnh Lợi nha anh em. Ghe đang neo đậu tại đảo Phú Quý núp gió nha anh em. Thì ở clip hôm trước, cách đây khoảng tầm nửa năm, mình cũng đã từng quay ghe Tèo Hậu Vĩnh Lợi. Ghe dài 25m7, rộng 7m8 này anh em. Nói chung là siêu ghe gỗ anh em. Ghe gỗ làm lưới rút đêm, mà làm cái tầm cỡ như cái vùng khai thác như mấy anh em lưới rút, không phải là ghe đi khai thác cái cây, không phải ghe đi biên giới, thì cái tầm ghe cỡ này là gọi là siêu lưới rút rồi nha anh em. Bự hơn cả tàu dự án, hơn cả tàu nhựa composite rồi hết anh em. Rộng tới 7m8 luôn. Thì ở clip trước mình cũng đã từng giới thiệu cho anh em về ghe của Tèo Hậu Vĩnh Lợi là sử dụng máy siêu chụp sim ráp 5,2 tỷ nha anh em. Đó, thì đoàn ghe của anh này là gồm có 3 chiếc. Chiếc 97, chiếc 89 nè, anh em, cùng với chiếc 68 nữa, gồm có 3 chiếc. Chiếc 89 này thì dài tầm 22m nha anh em. Chiếc 89 này là cuối năm này là cũng bắt siêu chụp luôn. Đó, siêu chụp loại 5 tỷ mấy đó nha anh em. Thì mình quay rất là nhiều ghe to. Một số anh em thì hay vô bình luận hỏi ghe cỡ tầm này là thường là hỏi giá trị bao nhiêu, thì mình cũng xin trả lời với anh em là ví dụ như ghe của anh Tèo Hậu này thì kẻ ghe, kẻ lưới, kẻ dàn điện tử thì tầm 20 tỷ nha anh em. Tầm giá 20 tỷ thì mình nói cái khoảng tầm giá thì nó có khoảng chênh lệch nha anh em, nó có khoảng chênh lệch cho anh em dễ hiểu ha. Đó, thì ghe đang neo núp gió tại đảo Phú Quý anh em. Bữa giờ thì gió động cấp 6, giật trên cấp 6, lượng cao trên 2m, cho nên là mấy anh em vô đảo Phú Quý để núp gió nè, giặt lưới anh em. Bữa giờ đánh ban cá nhỏ nó đóng lưới nhiều, nên là nghỉ ngơi mấy ngày phải giặt lưới, chứ không là nó bốc hơi, nó nóng lên chịu nổi. Chiếc 89 anh em, chiếc 89 thì nhỏ hơn, tầm 22m đổ lại. Chiếc 89 này hình như mới giặt lưới xong. Ghe kinh khủng ghe luôn anh em. Thì mình quay rất là nhiều ghe gỗ, nhưng mà những chiếc ghe to thì nói chung là mình cũng hơi có nhiều ấn tượng tí xíu, cho nên là đi biển có gặp thì mình quay lại cho anh em xem chơi. Thì một số anh em ở trên thông tin của những anh em thu mua của mình thì có hỏi trao đổi qua trao đổi lại, thì ghe Tèo Hậu Vĩnh Lợi này là làm 2 tháng vừa rồi là được gần 7 tỷ anh em. Có tháng trước thì mấy anh em ở cái vùng lưới rút đêm của Bình Định đó, mấy anh đi xuống cái vùng mà giáp danh với Indo-Malay anh em, làm cái vùng dưới rất là đạt. Tháng này lên vùng này làm con cá nục xanh với cá nục đỏ nữa. 2 tháng gần 7 tỷ Tèo Hậu Vĩnh Lợi. Một mình ghe anh này thôi nha anh em. Còn chiếc 89 với chiếc 69 thì mình không rõ. Thì chiếc 89 thì một số anh em nói là cuối năm này nè, cuối năm này về bắt siêu chụp tầm lớn anh em, siêu chụp loại 5 tỷ mấy á. Rồi đi xuống cái vùng Côn Sơn làm cá chỉ tiếp tục. Nói chung cái đoàn ghe của ngồi Bình Định á, thì họ không có nghĩ mùa đông dài hạn như ghe lưới rút ở Phú Yên nha anh em. Ghe lưới rút ở Phú Yên thì họ làm tới nửa tháng 8 đầu tháng 9 thì xuống Bắc, thì anh em rút về nghỉ ngơi cho tới qua Tết mới đi làm lại. Còn mấy ghe lưới rút ở Bình Định thì đi làm quanh năm luôn. Về nghỉ ngơi 10 bữa nửa tháng rồi chiến đấu tiếp. Nhìn ghe gỗ mà dài to dở sợ. Nói chung là những chiếc ghe mà đi ở cái tầm khai thác khơi anh em, gọi là đi cá sọc với cá sọc dưa, dưa gan rồi. Những cái vùng ở ngoài biên giới thì ghe dài 25, 27 mét thì cái mình gặp rất là nhiều. Nhưng mà ghe khai thác ở cái vùng đảo Phú Quý, cái vùng Phan Thiết rồi thì ghe 25, 27 mét thì ít anh em. Tầm 22, 23 mét, 24 mét thì nhiều. Chiếc này là gần 26 mét. Ở Bình Định thì có mấy chiếc sử dụng siêu chụp nha anh em. 19 bộ thì cũng sử dụng siêu chụp. Hôm bữa thì mình do Kè Ná mình có quay ghe thu mua của 19 bộ. Thì bữa nào mình đăng clip lên cho anh em xem. Lâu quá lâu một số anh em vô bình luận thì cũng có yêu cầu là mình quay ghe thu mua, đoàn ghe thu mua của Bình Định cho anh em xem. Cho nên là đợt này mình cũng có quay mấy clip của thu mua Bình Định. Vô tình gặp thu mua của 19 bộ thì mình quay lại luôn. Có tâm sự tham khảo với anh em thu mua bên 19 bộ thì đợt trước thì xuống cái vùng biên giới giáp ranh như Indo-Malay thì làm cũng được, nhưng đợt sau này xuống làm ít, lượng cá hơi ít, làm chỉ có được vài chục tấn thôi. Bên đoàn ghe của 19 bộ thì có hai chiếc lưới và hai chiếc thu mua, nhà luôn anh em. Có chiếc thu mua dài 18 mét. Chiếc hôm bữa mình gặp là dài tầm 18 mét. Ghe rộng quá, theo qua bên này giặt rồi theo lại bên kia luôn, chứ không cần theo lưới xuống nước anh em. Mấy anh văng sợi dây sang ngang á, trở lường qua bên này rồi trở lường lại luôn. Một cái cách giặt lưới cũng rất là hay. Này chỉ giặt cho sạch thôi, do nếu mà con cá nó đóng lưới nhiều mà bắt buộc phải đánh xuống nước lại hết anh em. Đánh xuống nước lại hết rồi mới giặt nó mới sạch được. Này do cá đóng lưới cũng hơi ít nữa. Đoàn ghe đang đắp gió ở đảo Phú Quý nhiều lắm nha anh em. Mình có quay rất nhiều clip. Thì bữa nay mình quay ghe Tèo Hậu. Rồi bữa có một bạn nào đó cũng có yêu cầu mình quay chiếc 79. Thì bữa nay mình cũng đăng chiếc 79 lên cho anh em xem. Chiếc 79 mình cũng có quay rồi. Anh em xem video thì thấy video xem được thì anh em chia sẻ video ủng hộ giúp kênh nha anh em. Bởi vì mình quay những cái video đa phần mà quay về cuộc sống dân biển cùng với quá trình khai thác đánh bắt của anh em. Nhiều khi có những cái tình huống nó rất là hấp dẫn nhưng mà mình cũng đang làm anh em, cho nên là không có ghi hình lại được. Nói chung là mình quay những cái clip nó cung cấp một số cái thông tin nó cũng hơi mang tính thời sự tí xíu. Một số clip thì mang tính chất giải trí xem chơi. Mình biết được tới đâu thì mình quay, mình bình luận, mình nói cho vui trong clip một vài thông tin. Rồi anh em biết thêm thì anh em cũng có thể chỉ dẫn cho mình. Đó, ghe giặt lưới có bỏ ra qua mấy cái thòi thầm rẻo rẻo anh em. Mấy đó là mấy cái lỗ rách đó. Bỏ ra thòng đó xíu nữa anh em rảnh thì quá lưới. Đa phần mấy anh em trên ghe Bình Định là mình thấy là 10 người hết 7-8 người biết giá lưới. 92297. Trên ghe có trang bị 2 cái radar luôn. Anh em xem video thấy hay thì chia sẻ video giúp kênh nha anh em ơi. Nói chung là mình quay cũng có những cái video hay, có những video là nó cũng cuộc sống bình thường thôi anh em. Mình lột tả những video chân thật về cuộc sống thôi, chứ không phải video nào cũng quay ghe to ghe bự hết nha anh em. Có người làm nghề to, có người làm nghề nhỏ, kinh tế tới đâu thì họ làm tới đó. Đó anh em thấy cảnh quen thuộc của đảo Phú Quý không anh em? Có mấy cái cần trụ phát sóng đó. Ok, giặt lưới xong rồi. Rất là đẹp ha, sơn cái màu xanh lá cây quay lên hình nhìn tươi rói. Chiếc này chạy ngang qua chiếc Tèo Hậu, thấy chiếc này gọn băng à. Rồi mới nói câu trước là câu sau lên ghe kẻo neo luôn. Nói chung anh em lại gần vô lòng giặt lưới xong anh em dời ra khu vực phía bên ngoài neo đậu anh em. Neo đậu cho rộng rãi. Neo ở gần khu vực đảo là 3 chiếc tàu chợ đá, 3 chiếc tàu, 3 chiếc ghe nhỏ nhỏ mà đi mua bán lặt vặt trong khu vực đảo á. Chạy cạch cạch cả ngày điếc tai. Chiếc này chiếc 89 của Tèo Hậu luôn. Máy anh em này gồm 3 chiếc nha anh em, 79, 89, 68. Chiếc này đóng nhìn cũng đẹp. Thấy đò ghe Tèo Hậu 2 chiếc, chiếc này cũng đẹp đó nè. Chiếc 68 thì mình chưa thấy. Chiếc 68 thì bữa nay không anh neo ở khu vực này. Đấy, ghe lên ghe chạy nhìn to. Đỡ có chiếc nào chạy qua ngang chiếc này mình so sánh cho anh em xem.